chào. Bây giờ mình đang làm việc trai tận này là vậy. Chúng tôi mình nói một hai giờ gió nắng nắng rất là, các bạn thấy nắng rất là sắc này ha. Đây là mình đang đi dạo về cái hướng hướng bắc đó, thì các bạn thấy là cái đường đi dạo sát biển nó như thế này, đây cỏ này, đây cát, có cỏ xuống biển, nó có những cái nào, giờ đi bằng gỗ này thì là lại, và dọc dọc này thì có những đi thẳng cái phía khác này, các bạn thấy cát mịn nè, cát mịn nữa ha, đó, thì mình đi thẳng xuống biển này, biển thì sóng nó là là thôi, không mạnh lắm, lâu lắm rồi mình không có cảm giác gì giống như vậy. Dọc sơ đây, biển thì mọi người cũng đi dạo. Và ở đằng kia có những cái cờ là ở chỗ khu tắm là có những người bạn ly ở trên bầu trời thì cũng mỏng đang bay khắp bầu trời, camera không rõ mỏng những con đang bay quay một vòng ở dưới biển. Rồi mình sẽ đi tiếp tục dọc cái hướng này, đi xa xa bên kia thì có một cái thư viện trên cầu cảng này, thì bắt đầu có cầu cảng thì cái thư viện như vậy và đi thẳng phía bên kia các bạn thấy biển số biển nhỏ âm thanh nó tự nhiên. Chơi mình không đang chơi quay đập được, rồi mình sẽ đi lại khu vui chơi nhé. Chào Nam. Chào An. Yes, YouTuber. Ở đây là những cái giống như là có lò xo dưới ngoài các bạn chơi đó, thì nhúng lên nhảy lên nhảy xuống rất là thích. Biết giờ và trong này thư viện New Brighton đằng kia mình nghĩ nó đang đóng cửa, trong cái quán cà phê thì bây giờ nó đóng cửa rồi. Mình sẽ đi dạo và mình dọc bên cái biển này nè, cái cây này nó đẹp. Có những nhà hàng khách sạn này là được đóng biển, nó có cái khu
ngày hôm nay là chạy 30 km trên giờ thôi, đang xa xa kia là cái con bạn bảo là mình chạy giờ. Nhưng mà ở đằng này thì là đoạn này là đang là chạy 30 km trên giờ thôi, chưa qua được bây giờ dẫn cái chỗ này khỏi dịch. Video Corolla ở những cái nhà hàng này, Corolla Bar Beach thì mình sẽ đi dọc con đường này nó có cái hai cái cây đình đông và tiếng chim hót nè, nó thích biển chim hót nó tự nhiên nó có những chiếc ghế này cho mình ngồi, như là một số chỗ như có fish and chip bên kia. À, thì các bạn đang bắt đầu nhậu rồi, hơi lạnh. Bên xa xa kia nó có super có chuyên bán rượu và nghe mong đi hotel gần super liquor kia, chuyên bán rượu ha. Kia là chỗ những cái bạn đó xe đeo kiếm gì đó, mình đi gần gần này đó, mình sẽ quăng ra. Nhìn cái chỗ cái đồng hồ đồng biển ở thư viện Libra ở dưới cái xã An Kia thì đó, nó sẽ đặt vào cái nhà hàng cô đang ở bên này, nó sẽ có màu cam này, cái giữa này rất tuyệt vời đó. Ôi trời, nó đã sao mà đảo nó luôn rồi. Nhưng mà đầu tiên bây giờ đường nó dẫn lên cái cầu cảng thì nó có hai bên nó đi cao, chứ chỉ đi dạo còn là lại còn bên đây nó bật cầu cảng lên. Thì tí nữa xem mình sẽ đi lên cầu cảng như thế nào, cảm giác cái cầu cảng nó lạnh như thế nào nha. Thì vòng vòng khu này trên này đường này nó có lờ đường đi ở dưới này nó trồng hoa rất là đẹp, nào ice cream hay là bánh kem các bạn. Mình sẽ đi qua lại con đường kia, mình lên cầu cảng như thế nào. Đó là mình đang đi bộ đi chuẩn bị lên cầu cảng nè. Các bạn thấy ngang trên đây nó có cái bạn nó bảo là New Brighton Pier, hồi xưa mà thời đen
Giống như đằng kia là thì có thể là dành cho người hay là tăng vật có xe lăn thì thôi, còn mình đi về hướng này cũng có một cho bạn đợi xe qua lên, nó cũng có những cái cồn cát dọc sát biển như này thật thích ý kiến nhé, chào tạm biệt các bạn.